ông nhìn vô đây á là thấy nguyên một cái tia gọi là trời đánh á, xẹt xuống ngay cái cây mà trước nè, mà cây đông tiền ta bị cưa luôn cái gì, cây này bị cưa luôn cái gì, là đánh xuống là ông nói là lúc mà đánh là ông nghe một cái tiếng người phụ nữ la rất là lớn, và sau đó là ông nói ông không dám vô đây luôn, là ông ấy là bỏ đi về luôn cả nhà. Thì ông kể lại tụi con vậy, cha của cháu trời ơi, hai con cháu tôi đến đây á là mong rằng nếu mà hữu duyên gặp được vong linh nào đó nghe người ta kể vậy, nhưng mà con cháu tôi không có phải đến đây bắt làm điều gì gây hại cho cô đâu. Bây giờ ở cháy đèn nó được bây giờ nếu được thì cô hãy cho chúng tôi biết á tên tuổi của cô, chúng tôi giúp đi, không phải ở đây ngồi chờ đánh chết à. Dữ lắm cả nhà ơi, trời dặn một cái máy tắt hết trơn nha. Cả nhà ơi, tụi con đi vô bên trong cả nhà, vô cái chỗ cả nhà nhìn chắc cả nhà biết rồi, nhưng mà lâu lắm rồi không ai đến đây, thành ra cái con đường này dường như là nó đã vô đi má, bầu trời giờ nó đi lắm một hồi là tắm mưa, bây giờ hai cậu cháu cũng lựa ngày mưa đến chứ gì. Tại vì thiệt má, qua cái đầu này ghê chứ hả, thì giờ người ta cái ông chủ ruộng bên đây em nói vậy thì mình thử coi. Ông nói bữa đó trời mưa ông cũng gặp vậy đó, rồi trời đánh vô cái gốc cây ở ngay cửa nè, mà không biết đánh gì. Gì trống rồi ta? Gì? Nghe không? Nghe như ai cười lắm. Ừ. Nghe tiếng gì? Quá trời cỏ lên. Mịt mù trong ba cây. Cũng thời gian lâu hai cô cháu không có đến nha. Đó. Nói chuyện kìa. Nghe tiếng nhưng anh nói chuyện. Vậy cũng tha nữa. Còn sống. Non. Còn sống. Nam mô A Di Đà Phật. Có gì không? Không thấy gì. Thắp như hương cái mày. Thắp hương cái rồi tính. Kìa. Cái gì? Bao nhiêu hương này có ai để đây mà không đốt không vậy? Mới luôn á. Không đốt luôn. Ừ. Tới rồi. Vô trong đi thắp hương. Mưa tới rồi cả nhà ơi. Ê, gì vậy? Đang tập trung hết hồn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì? Này cái gì vậy? Này là gì? Cái gì vậy? Sao tao biết? Vậy à? Cái gì cũng vậy cứng á. Ủa? Quần nít đâu quá vậy? Ủa? Quần của ai trời? Quần nít, không phải của con tao. Mà sao đâu đó vậy? Không biết. Không có cái bọc đồ. Cái bọc đồ cúng mày hổm kìa, mình xách theo tao đâu có. Mày có đem theo không? Tôi con trai đâu đem theo. Mà không phải nó nằm trong bọc đồ cúng mới ghê chứ. Sao cái quần này đâu ra? Sao tao biết? Mày sao? Nít. Giục lâu đó đi. Hồi đó giờ tao có biết cái quần đó từ đâu đến đâu. Mưa cả nhà, chắc cơ con nói chuyện lớn cả mới nghe được. Mời về Phật. À, thì
hôm nay có duyên hay con cháu con có đến đây. Thì trước đây thì cũng được một người chú ở chú ruộng đây cho ơi. Quá mưa, quá mưa cả nhà. Ủa sao gãy luôn vậy? Gãy luôn. Bước ra ngoài thì có con biết được là ông có thấy một cái một cô gái không? Nhắm vô đây luôn đó. Bị chá quá. Có xuất hiện ở nơi đây thì hôm nay hai cô cháu con trở ở đây để mà tìm hiểu ở đây. Mà nghe nói là cô lại bị trời đánh nữa. Còn lúc trời mưa. Ngay bữa đó cũng trời mưa luôn, vậy ở đây cả nhà sẵn đây con thật lợi. Thì chú đó làm ruộng ngay cửa chỗ cửa luôn nè. Thì chú nói bữa ra cửa ra bơm. Ổng đi thăm ruộng bữa giấc trưa là khoảng chừng cũng độ chừng 11 12 trưa vậy á. Làm nó khi đó bắt đầu trời mưa. Máy tắt hồi này nào nữa má ơi. Tắt nữa. Tắt nào vậy? Quái luôn. Hai máy luôn, ngộ thì. Thì bây giờ ông nói lại cái vấn đề mà thì cả nhà thì cũng kể rõ lại cái vấn đề đi. Ủa, người má nãy giờ mình nói biết có nghe không? Thì nói nó lại. Nó bị đoạn đó. Có gì vậy mình nói lại. Thì cả nhà là chú ổng đi thăm ruộng khoảng chừng 1 2 trưa. Thì ổng nói là cũng trời bắt đầu đổ mưa y chang như vậy nè. Mưa nhỏ thôi. Ổng mới mặc áo mưa vô. Ổng đi khai đường nước đó. Thì ổng nghe đầu tiên là trời đánh rất là gần ổng nhưng mà ổng không xác định được là chỗ nào. Còn cái tiếng thứ hai là ổng quay lưng lại là ổng biết là ổng đánh xuống lưng tại ổng ăn đi ngoài này nè. Là ổng nói đánh xuống lưng ổng sợ rồi. Tại vì cả nhà biết là trời mưa mà mình đi như này thì rất là nguy hiểm. Thì ổng mới chuẩn bị ổng đi vô đẩy ổng tính núp nè. Thì ổng nói vừa vô thì ở ngoài ổng biết ổng đứng ổng nhìn vô đây á là thấy nguyên một cái tia gọi là trời đánh á xẹt xuống ngay cái cây ngoài trước nè. Mở cây đông tiên ta bị cưa luôn cái gì, cây này bị cưa luôn cái gì là đánh xuống. Là ổng nói là lúc mà đánh là ổng nghe một cái tiếng người phụ nữ la rất là lớn và sau đó là ổng nói ổng không dám vô đây luôn. Là ổng ấy là bỏ đi về luôn cả nhà. Thì ổng kể lại tụi con vậy. Hai cô cháu. Trời ơi. Họ đang đâu đây nè chứ không chị. Đâu đây nè. Mà không biết ai thôi. Ý mình ở đây mình giúp còn vong nào không ta? Gia đình ở đó mình giúp đi rồi. Đi rồi. Là cái người này là cái người khác nữa. Nói chung là ở đây quá nhiều cả nhà. Thì thật sự giờ tôi cũng chưa xác định được là những cái hiện tượng đó giờ là do cô gái hay là cô Vinh mình làm. Tại dưới đây nhiều lắm. Thì hôm nay tụi con có đến đây thì nếu ông bà có mặt không ở đây, ai đang hiện hữu đây và có điều gì cần tụi con giúp đỡ như thế nào đó thì có thể cho tụi con thấy được cái hình hài nhưng mạo của các con Linh đi để mà tụi con có đường để giúp đỡ. Chứ bây giờ các người ở đây thì cũng đói khổ lạnh thôi chứ không có ngoài áo gì tốt chứ cũng cố gắng để mà quy đi để mà được tụi con giúp đỡ đi để mà có cơ hội để mà sớm thoát. Gì gì ủa quần nữa nè, cái quần nó tự nhiên tao không hiểu từ đâu ra, cái bọc này, hả, tự nhiên đâu sẵn cái bọc này trời, để đi ra, gì, gì, đâu rồi, có gì, bay đi mà, bay, mấy cái dùng ngang cái mắt, lạ ta. Gặp phía sau cái gì, cái gì, ủa ai cô gái rồi tay chân đen xị à bị trời đánh. Trời đánh rồi sao mà vẫn còn, có phải đánh hụt á mô như là Phật. Tôi chào cô nha cô ơi. Cả nhà thấy rõ cho tôi hỏi thăm rằng là cô gì? Ê. C-
cô có phải là vong linh mà cách đây không lâu ta bị trời đánh đây phải không? Nhưng mà ơi giò cẳng đồ bị đen hết trơn. Ừ, tại vì phải có phải là đánh lĩnh hụt. Ê. Đi đâu có xuống hoài vậy? Ê. Bà thằng bà khóc. Cô ơi cô, nếu cô á là vong linh đã bị trời đánh đây thì cô hãy suy nghĩ lại những việc mình làm đi, những gì mình đã gây ra. Bà sợ tiếng gầm. Ê, có khi nào hồi mình bị đánh giống bả luôn không? Ở gần bả thì đó. Đào, bây giờ cô ơi, cô hãy cho chúng tôi biết cô có phải là người đó không để tôi giúp cho. Chính là cô à. Ra con cháu của hiện tại ở đây đến đây thì mong rằng là có thể nếu mà đã có duyên với vong linh thì mong rằng có thể giúp đỡ vong linh sớm ngày. Hoài cũng thôi. Bây giờ thế này ghê quá vậy. Đá bà dèo luôn kìa. Ở đâu rồi? Tiêu rồi. Đá bà dèo qua kìa. Đá nó bay vù vù hoài á. Nó giờ cái cô mà bị trời đánh này là đang đây vậy. Nhưng mà có một số vong linh nào khác đó đang phá nè. Ê gì gì ta thấy như còn ở đó á. Kiểu bó bò ơi, kiểu bó bò ơi kìa. Nói môi thật tôi thì nói chung thì chúng tôi cũng biết rằng là cô đang khổ sở. Như là bây giờ nếu mà cô thật sự được thì có thể cho chúng tôi biết được là cô từ đâu đến đây và ở đây được bao lâu rồi. Vì sao có nguyên nhân nào mà cô lại bị này nguy hiểm quá mày ơi. Ok rồi. Gì? Không sợ bà này, mình sợ đá cây nó bay á. Thì đó. Đây là bước lên trên nè. Cái con bướm kìa. Ghê quá mày, nguy hiểm quá. Quá nguy hiểm. Trời tối thui lại rồi đó. Ở nhà để con quay rộng ra tới nhà xem nè. Cái bầu trời. Ủa cũng vậy à. Bên nhà đây cầm ba ngang hoài. Cái đầu cắm nè. Ê. Máu đen cho nhà thấy gì không? Có khi nào là bà này quá bị thương không? Có nào đi hơi đúng như này không? Hả? Cấm vậy có thể nào đi động như này không? Không nghe, ồn quá hết nghe. Giờ họ không xuất hiện luôn. Bây giờ lên đây có bao nhiêu không? Bây giờ ai cần giúp đỡ thì xuất hiện đi. Mà trời, mà trời mưa này họ cũng sợ. Nếu xuất hiện lên đây tao cầu thử coi.
lên đây. Mưa lớn quá cả nhà ơi. Tư thằng cày chơi người ta. Thằng cày nó tí chơi rồi. Đi đâu? Thằng cày còn cái nào vậy? Tao muốn mua ba cái này thì gió mà. Phải có mà. Ôi bả ngồi kìa. Ê, thối lên vậy. Thấy không? Thấy mà mờ quá à. Thối đâu ra thôi. Không biết. Cô gì đó ơi, hai con cháu tôi đến đây á là mong rằng á, nếu mà hữu duyên gặp được vong linh nào đó nghe người ta kể vậy, nhưng mà con cháu tôi không có phải đến đây bắt làm điều gì gây hại cho cô đâu. Bây giờ ở cháy đèn mới được. Bây giờ nếu được thì cô hãy cho chúng tôi biết á tên tuổi của cô, chúng tôi giúp đi, không phải đây ngồi chờ đánh chết à. Ê, ê cái gì trời, cẩn thận nghe. Trời đánh cái gì á? Trời đánh cái gì? Cái gầm á, nó rộn dữ á. Ừ. Ê, ê trời ơi, dữ lắm mà cả nhà ơi. Trời, nó dặm một cái, một cái máy nó tắt hết trơn nữa nè. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Đánh ngay luôn. Trời ơi. Cô tắt máy cả nhà luôn. Dữ lắm rồi. Ôi trời ơi, cả nhà ơi. Xong rồi cả nhà, có một con gái bị trời đánh ngoài đó, biết còn không hả? Biết còn không? Chắc không còn đâu, cái này trúng luôn, thấy rõ ràng luôn. Quýnh đó cái bên tôi đây nó sụm luôn, tại tụ tay cái đường rung nó đâu hay nè. Mình mà không kịp thấy luôn, không kịp cứu luôn, cứu gì không kịp, mình còn chưa kịp phải thăng mình nữa kìa. Rung nè trời, rung nè cả nhà. Không có sợ bả mà sợ sợ ổng. Sợ bả sợ ổng. Ở trong cái trạm bơm nữa nhà tàu sắt không mà đánh ngoài này nè, bả ngoài đó đó đánh kế con mà tự nhiên sao nãy bả xuất hiện trong này mới ra đó chứ trời. Tới số rồi, trời đang mưa mà tới số rồi. Cả nhà ơi, tiêu tính giúp người ta mà không được rồi đánh hụt. Bữa hồi nãy bà than ghê không? Ừ. Chắc bà hợp bánh hụt. Bánh hụt đó. Còn nào bánh đi luôn. Mà sao mà ngay lúc mình lại ở đây luôn. Mấy trời rồi. Không biết đường không nổi. Hai con cháu cũng xém chết thật nhà thật sự. Cái này không ai yên được đâu. Cái này không chín rồi không về được đâu. Tiêu. Hồi nãy cũng sao xa sợ thiệt luôn á. Nó biết cả nhà nãy có chừng là trong cái máy thu vô rừng ghè luôn, không nghe luôn á. Thì đánh kế bên luôn mà sáng chân lên mà không biết máy lúc đó rồi hết hồn quơ cái máy luôn. Trời ơi, tôi sụm luôn đây luôn mà.
quý quá. Cái đó là sao quá gần. Giật mình. Giật mình. Quá gần rồi. Con chui vô đây luôn cả nhà ơi. Mà nhìn ra thấy tan y gan là làn khói tan lên luôn. Ừ. Đốt hai cây đèn cầy đi. Nè nè đốt, đốt rồi. Chưa đốt rồi. Cấm rồi. Bên phải rồi đốt. Thật sự video này cả nhà, tụi con cảm thấy là đáng sợ nhất luôn từ trước đến nay. Có nghĩa là linh hồn mà bị, linh hồn mà vẫn chết rồi, vẫn còn chết nữa đó cả nhà thấy không? Cái bài hết siêu thoát luôn rồi. Không còn nữa, tan. Mà không biết bà này mới làm gì tội dữ lắm nè. Chứ không phải cực hơi. Ừ. Có lần cái chờ ổng đánh trước mặt cũng có thấy đó, nhưng mà không có như lần này. Quá gần. Chưa kịp cúng kiến cho bả luôn. Ôi. Quảng thiệt. Chú nằm xuống đây luôn cả nhà. Tôi rút chân xương, rút gân á. Thì nghe cái chát một cái nhỏ nó rung quý 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 trời. Thật lúc đó sao kiếm được tôi chui. Mà chui đường nào, lúc đánh rồi vậy. Đánh rồi. Chưa kịp chứ mới gặp được xíu trò chuyện được mấy câu. Trong cô này là dễ giúp nè. Đúng rồi, thấy cũng không đến nổi á, nhưng mà mình không biết cái tội tình gì mình không biết thôi. Nhiều khi bả bị đánh rồi bả yếu á. Chứ chưa chắc vậy nữa. Cái nhà không biết cái nhà có giống nghĩ giống như con không. Mà đánh lần thứ hai này coi như được rồi. Bả mà lần thứ hai bả không bị nhưng mà bả không chết rồi bả thành tinh luôn. Ừ. Sao ta? Lý gì sao? Giờ muốn chắc ăn ha, mà mình cúng mớ đồ đây nè, con bả thấy ăn. Cúng đi, cúng thử luôn đi, mới biết được. Mà ta thấy rõ ràng mà đánh ngay bả lên khối. Bây giờ cứ cúng đi, bả nếu bả còn thì mới đến, còn không còn thì biết rồi. Nếu có gì là biết rồi. Nếu bả không còn hoặc là một bên khác xuất hiện là biết chắc là bả tiêu tan rồi nè. Chắc vậy rồi. Gung luôn á ông ơi. Thì gung tay luôn á. Gung. Đó nhỏ lớn thì có bao giờ mình sẽ đánh cái bên vậy. Đánh mà mình thấy. Mày thấy không? Bố tôi đang nhìn gì ông mà. Tao nhìn thấy. Tôi thấy tại vì cái hướng đánh là hướng lưng ông. Thì đó mình đó. Tôi thấy một cái đường sáng cái hị vô cái là tôi quýu luôn. Người ta quay qua tao nhìn tao thấy là bả thành làn khói đen bay lên. Mày chỗ ngoài chỗ đánh ngoài không biết có cái gì không ta. Bình thường thì người ta nói là có lửa tình xét. Nhưng mà thật sự không có đâu. Không có đâu. Có người lụm gì tao bài tao mài làm thuốc đó. À, lúc đó tao cũng có lụm được một dê một cái nhưng biết sao. Cái đó giống như khi mà đánh á. Xuống đó rồi đất nó bị biến, gọi là biến dạng đó, rồi thành nó cũng có, mình cũng gành. Đó là ông bà, người lớn ta nói sao mình nghe vậy cả nhà. Chứ mà nói xác định thì tụi con không biết. Tại mình còn nhỏ thì mình dạng hậu bối sao. Ở trên người ta đánh thuốc rồi phải dùng bằng búa, bằng lưỡi bằng xét. Tại sao đôi khi là quánh xuống như này là đôi khi là có kim loại. Tích tụ lại. Thẳng mặt đất á. Tích tụ lại. Có kim loại nên khi mà đánh xuống cái đôi khi nó cái hơi nóng nó quá rồi nó tích nó gom lại. À, kìa. Cái gì vậy? Cái gì là hình vậy? Liên tục luôn á. Thì sớm giờ luôn. Không kéo quân chỉnh gì. Nghe cái nhân hình bãi cạnh ngoài nó cấm á. Thứ này nó cấm nè. Ừ. 3 tiếng nửa gian. Đời tới. Cái đó là mình không cái này, cái đó là bên đạo quốc thầy á, thì có nhắc về vấn đề 3 tiếng nổ vang thì vua Minh Dương xuất hiện đó. Ừ, thì đó là đời tới đó. Năm chạy là ông Năm Chạy xuất hiện thanh lọc em nghe ba nhịp cái ngưng mà giờ này ai đánh trống trống đâu mà giờ giữ thẳng địa phương trời đặc biệt nào nó.
ngôi dinh Phật thì ở đây tụi con đốt ba nén hương này cầu mong những vong linh hương hồn, nếu mà cô gái còn tồn tại thì xuất hiện ở đây, còn mà không thì tụi con cũng xin phép cúng cho những vong linh hương hồn trên mảnh đất hiện tiền Nam Mô A Di Đà Phật. Mình có nghĩa là mình chưa đủ duyên với bà. Tính giúp mà chưa kịp thì quay cái lưng mày qua cho cả nhà xem mày. Bữa này nó nằm với cái lưng nó thành cái quýu hết trơn. Thì như lúc đó là găng bọn nó rút lại còn khúc à. Nó biết gì luôn chả. Sợ thiệt, quá sợ luôn. Bây giờ thôi cả nhà tụi con sẽ xích lại kia xíu đi. Mình ngồi góc khác đi chứ. Chứ đi gì thì không đi đâu được. Tại vì bây giờ mà họ xuất hiện còn cái mình cũng ghê. Nên mời vặt ngồi đi ra hết cả nhà. Tụi con phải nếu mà nhanh chút xíu nữa thôi. Nhanh chút xíu nữa thôi. Đi chung luôn rồi đã. Giúp được rồi. Nhanh xíu đi ra gặp bà là đi luôn rồi. Không mà tôi cũng tội nghiệp. Tại do số trời biết sao. Số trời đã định rồi. Tại vì con đến thì cũng ngay là cái dịp mà ngay cái dịp trời mưa ở nhà, tại vì hôm trước ông chú chủ đất đây nói là ổng gặp trời đánh chỗ này cô gái gì đó, thì tụi con mới đến vào thấy trời chuyển nè, tụi con mới đến trước để mà vào ngay cái lúc mưa đó. Nguy hiểm thì chứ thật sự cả nhà có thể gặp được cô gái này, nhưng mà thật sự ra tụi con đã gặp, nhưng mà vấn đề ở đây tụi con chưa có mà tính ra là mình nói chung cũng có người dễ che mình, nếu mà cái nhát đó mà mình nhắm ngoại xíu thôi dính liền tiêu rồi.
thật sự sợ thiệt luôn. Nam mô Di Đà Phật, cảm ơn ông bà đất đai nhân trạch ở đây cũng đã phù hộ hai cậu cháu trong cái tuổi cũng có cái mai. Nói chung là dắt cái tiếc là khi mà không có giúp được cho ai vậy cái vong linh đây. Cái nhà thì chắc có lẽ cậu cháu con cũng xin phép đi về cho trời hết mưa, bớt mưa rồi. Chứ hỏi không mưa nữa không dám về luôn á. Đúng rồi. Con cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nam mô Di Phật, chào cả nhà. Chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Nam mô Di Phật, cảm ơn cả nhà.